xin chào cả nhà nha, quay trở lại clip mình nữa nha. Chúc cả nhà ngày mới lành nha, vui tươi hạnh phúc nha. Nay qua đầu bếp nữa cả nhà. Đó, qua chòi nữa nè. Đó. Đầu bếp. Ôi, chào các bạn nha. Hôm nay qua đầu bếp nó có gọng hai con lươn nè cả nhà. Đây. Lươn dễ lợn nè. Cái gì? Dễ lợn hả? Rồi làm gì đây? Cơm chua cái mẻ nhọc. Bỏ dưới này nè, bỏ dưới đi, đâu bỏ đi nữa. Để cho cả nhà xem hang lươn, hang lươn cũng trọng quá cả nhà. Có con trọng nè, đó con trọng. Có nhầm không? Còn lấy gì ấy? Là tính làm món gì đây đầu bếp? Có con chua đũa đó, con chua đũa. Đó con chua đũa phải không? Con đũa nó con chua hang lươn này phải không? Con chua hang lươn này cả nhà, để đầu bếp đổ ra hang lươn coi cả. Hai người giống như được rồi, làm xương xương chơi, làm gai dày lon chơi. Rồi xương xương hồi tôi ăn thịt nha. Ừ, vậy ta ăn xương phải không, ăn thịt phải không? Có con lươn trọng quá cả nhà, này con, 300-400 gram. Rồi, thôi mặn đi, đi bẻ con xương đũa ra. Lấy gỗ rồi. Rồi đi bẻ bông xua đũa cả nhà ơi. Bẻ đại đi, có bông bẻ đại đi, tay cầm tay bẻ luôn. Chơi luôn. Ok nè. Xua đũa. Con xua đũa gì mà cái ba lớn có bông ta? Đũa gì vậy đầu bếp? Đà Lạt hả? Bông lớn có bông trơn, bông mình nhỏ quá. Mình lựa bông bự bự bẻ đi nè. Rồi nha, thấy không? Cây ba lớn có bông hết rồi nè. Nè. Trồng bờ xua đũa đây nè cả nhà ơi. Để dài dài. Ồ, đại bà không bông. Bỏ đã cả nhà. Đây, cái này có bông nè. Ồ. Bà lớn bông nè. Mê quá cả nhà. Cái bò lớn mà còn nhóc luôn. Nhóc luôn à. Rồi mình đi dài dài quanh kia luôn cả nhà. Rồi, xong rồi cả nhà. Đó, lươn mình mà làm rồi nè. Đầu bếp làm lươn rồi cả nhà. Ông chua đũa mình bẻ rồi mình lặt rồi luôn nha cả nhà. Đó, lặt ra rồi hết rồi cả nhà. Nấu với cơm mẻ ca chầu gì thôi cả nhà ơi. Đó. Canh chua lươn bông xua đũa thôi cả nhà. Hai thằng ca chầu giờ làm hang lươn này cũng ấm nớp rồi nha. Còn cũng ngon nghe, ngon nghe kìa. Nãy gì đâu bếp? Nãy gì vậy? À lấy nồi bắt nước hả? Thấy tỏi dầu nghe cả nhà chứ không phải tỏi mỡ nha. Tỏi dầu. Đây nữa, xả mình băm rồi trời. Có bổ sung thêm mực xào nữa. Xả mình băm rồi cả nhà. Bỏ muối vô đó luôn hả? Nêm đó luôn hả? Chết cơm mẹ. Nước sôi nào mình dạo cái mẻ rồi cả nhà. Rồi dạo cái mẻ cả nhà ơi. Đó, gỗ huyền thoại của nó kìa. Gỗ này bây giờ dễ kiếm sao? Gỗ tre, gỗ huyền thoại luôn. Nó nứt cách như này mình nứt thêm cái. Nứt thêm hả?
lươn mình cho vô chảo nha cả nhà, mình múc nước sôi để vô cũng như mình làm lẩu vậy đó cả nhà, chứ không phải nấu ăn chua nha cả nhà, như lẩu vậy đó. Cho ngộm rồi bích mắt hết lươn à, lươn cắt khúc gót nước vô gót thấy vô là hết. Dưỡng trái ra mướn ớt không còn thôi ớt cái thôi sắc luôn rồi, cắt luôn đi, nó cay siêu cay luôn. Ớt này không cay. Ở nhà có ăn lẩu canh chua bông súng lươn chưa cả nhà? Cho lươn ngóc đầu lên không? Ê, bông xô lũa chứ không, bông xô lũa. Mình rồi đó giờ mình mới ăn lần đầu tiên nha cả nhà. Để đầu bếp nấu mình ăn ra. Trời ơi, mặn không? Muối cục đó nghe. Muối ngọt. Chút xíu bột ngọt thôi. Đường. Rồi, cho vô nồi đó cả nhà, anh em nồi đó rồi mình mới đổ nước lại qua cái nồi bên đây nha cả nhà. Đó mình nấu như nấu nước nồi nước lẩu vậy đó. Rồi múc nước lẩu vô cả nhà ơi. Múc là dọn vô nghe, dọn lên nghe cả nhà. Cầm bút ra ra nữa. Rồi từ từ. Rồi. Thấy im không? Im. Quá hấp dẫn luôn. Quá hấp dẫn luôn cả nhà. Lương vô đây khoanh tròn luôn. Rồi. Nằm khoanh tròn luôn nè. Đó ha. Nằm khoanh tròn. Con nhỏ nằm trong nghe cả nhà. Ôi, thấy quá hấp dẫn luôn. Rồi, để mình lấy bếp ga rồi mình làm tiếp nữa cả nhà. Rồi, làm bếp rồi ga rồi cả nhà. Đó. Rồi, nhìn thấy hấp dẫn ha. Đang làm muối ớt rồi cả nhà. Đang làm muối ớt. Hết hai trái luôn hả? Ừ. Để cho siêu cay luôn đi. Rồi dọn xong rồi cả nhà ơi. Đó. Rồi cả nhà ăn lẩu chua lương cái bông xô lũa nha cả nhà. Nhìn thấy hấp dẫn không? Để chụp hình nha. Mình cầm cái ghê cho. Thấy nè. Bỏ vô luôn đi. Đó. Quá hấp dẫn cả nhà ơi. Nghe cái mùi không là mùi hôi lử nó đổ ra liền. Rồi mời cả nhà nghe. Lẩu ngập mặt luôn rồi. Lẩu buông súng hả? Ấy ông xô lũa. Bếp cao quá. Bếp cao quá, cao rồi. À, mà lấy gai xương xương dài lon cho cả nhà ơi. Lâu lâu qua đây là phải đi lấy gai thôi chứ sao. Dạ. Thử cái bông xô lũa cả nhà. Mời cả nhà nghe. Nhức nắp không? Thương nóng. Từ từ. Trời ơi, đã thiệt. Về đây nghỉ chơi coi. Buồn ổ nhiều bữa đó nữa đi cậu ơi. Cậu cho đã bữa. Buồn ổ cho đã luôn hả? Mời cả nhà nha. Này trúng mồi à cả nhà ơi. Chút lương rồi.
Đang đây. Ăn ngày tối nay ngủ thì sao trời? Ăn rồi thấy ngủ khỏi rồi ngón. Không thấy được cái chảo lươn của nhà. Lươn ở nhà. Dạ ha. Chín hả? Khúc ra chín là tự động nó cắt khúc mà. Ở nhà. Đây, cắt cái xương là được rồi. Hay đúng không? Nè, làm khúc đây. Đấy. Đó. Đấy. Khúc mở ở nhà coi. Mở ở nhà nghe. Bông chưa chín. Nhà. Cái cho nó bạm miệng kìa. Ừ. Món này đã thiệt ra. Mới ăn luôn á. Chua ăn cái cá này chứ. Đuôi lưa hầm. Mới ăn là chua rồi mẻ rồi về với bông chua đổ hả? Ừ. Đây đó giờ không có bông chua đũa gì có ăn. Chua đũa dòng thì hiếu mà có bông hả? Ừ. Đũa thái hả? Ừ. Nó đũa rạc vậy đó. Bốn mùa, bốn mùa, người nó bốn mùa lắm. Chua đũa bốn mùa hả? Mùa nào cũng có hả? Trồng cũng có rồi. Thôi vô, vô, vô cái đi. Ở nhà. Vậy khác cả nhà ơi. Nó lùng lùng vậy là có không? Bỏ vô hơi dặn, bỏ vô hơi dao, vô hơi dặn gấp lên. Thôi. Dao cũng héo héo trời được à. Chín quá không ngon. Trong vòng vòng nó gần cả trăm cây á. Ừ. Lên đó rồi mà. Ừ. Để mới rẻ như thế này giúp mà. Để bữa 4 ký gì gì. Có 1 ký rồi hả? Đã đã, bữa nay đã cả nhà. Nhà đúng là chủ nhật thứ gì chịu nổi thiệt chứ. Thứ bảy chủ nhật hả? Ừ. Thứ bảy là tới chủ nhật hả? Ừ, thứ bảy chủ nhật là thứ gì chịu nổi. Ngọt vô cùng ha. Ừ. Chó đâu ăn xương lương nè. Ừ. Cái nhà lương này bự chứ đâu có nhỏ đâu. Trời, lương 400 gram, 400 gram, rồi nhỏ. Chập bán nện luôn, cái coi đầu nó nè cả nhà. Đầu nó nè. Bán nện luôn. Cái chảo này bự quá, cao quá. Hết thấy luôn à. Chỉ có mày ruộng mà nó được cái gì lên nấy. Mà trời, mày ruộng gì là im lắm mà quý lắm à cả nhà ơi. Chủ yếu là mình ăn được món ăn được mày ruộng người đồng thôi. Dân giả nè. Cây nhà lá vườn luôn nè. Bẻ vô nấu ăn luôn à. Món dân giả. Tự kiếm ăn hả? Tự kiếm ăn. Vô đi. Làm vài lon rồi cho nó tiêu hóa rồi. Cái con chua đũa nấu mì ăn cũng ngon nữa nha. Ừ. Thấm món mì ăn hết biết ngon. Ừ. Chúng ngồi nè, chúng ngồi nữa rồi. Hương nhỏ là ngon à. Ừ. Hương nhỏ nó già. Nó ghi lương bông mà. Ừ, lương bông. Bông nó bự dai.
dễ ngon. Nó ngọt kìa. Ừ. Nó ngọt. Con lửa này nấu ăn chua ngọt ghê chà. Nấu với lương thứ gì chịu nổi hả? Tao mới ăn lần đầu á. Dạ. Ừ, thiệt. Này mà nấu tô ăn chua ra nó không ngon bằng cái nhúng gì nè. Bông nhúng dừa nhúng gì ăn ngon. Nó nóng. Nóng ăn ngon cả nhà. Lẩu nhúng nhúng bông mà bông sủi đũa nhúng nhúng nè. Nãy tưởng nó nấu nồi canh chua chứ. Trời ơi, nó nấu gì chứ. Tưởng nó đầu bếp nấu nồi canh chua hấp sắc luôn á. Chuộng lòn, một lòn. Nè trúng rồi. Bẻ gì nhiều ra còn ít. Thôi bẻ nữa. Nhiều ra bông còn ít. Ăn bẻ nữa. Kế bên đây mà sợ gì hả? Ừ. Thầy anh nói đi cái khúc này mà... mới đây xuống đây nè, chút xíu à. Vô. Ở nhà nghe. Cái trưa nắng này cũng đã ha. Đã khác. Giữa rồi sao để luôn à. Giữa rồi sao để luôn à. Có này còn cái gì bằng nữa. Bắt tuột. Tuột sao à. Tuột sao dưới leo hả? Còn nữa nhà ơi, hai lon là tê tê à. Làm đi, nó đẩy hết luôn á. Cục xương phanh nó hấp phanh nữa rồi đó. Cút hết chân luôn á. Đi, hoài. Vậy mà lờ vô con nái không? Đấy, tôi mua lợ mà là bắt năm hạnh bánh rồi tôi mới chịu mua. Dạ. Bắt năm hạnh chạy lương hơn. Ừ, khỏi nào cũng cho bãi bẩm nữa. Lương, cá lóc, cá chày, cá chê vô trơn. Thì khổ nào ấy. Không làm lợ khỏi phản luôn hả? Ừ. Qua mua mà không có, cũng đợi. Không là bắt năm hạnh chạy lắm à. Mà chợ dễ thì tôi mua. Lương này có chín mà. Ừ, lương nhỏ chứ. Nãy trứng bự lắm á, tại tôi làm bể tùm lum. Để không? Với nó gần đẻ gì á. Trứng đen chưa? Nó gời gời ra rồi. Cho lương ở này đẻ, lương ngón tay đẻ rồi. Lương bự 200 gram mới lên nó hết đẻ rồi. Ừ. Chuyển qua thành lương đực, ngồi á. Lương tính hả? Ừ. Đổi với tính liền. À, cũng xin kết thúc clip tại đây cả nhà ơi. Bye bye cả nhà nha. Thấy canh chua ngon và hay cả nhà cho mình một like nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye.